Xin chào các bạn, mình là Bạch Dương, hiện mình đang công tác tại Trung tâm Phong thủy Đông Phương Việt. Các bạn hãy bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất về tử vi và phong thủy nhé. Tử vi năm 2020, tuổi Tân Sửu sinh năm 1961. Tổng quan tuổi Tân Sửu trong năm 2020 Tử vi năm 2020, tuổi tân sửu về tổng quan đang có xu hướng giảm trên nhiều lĩnh vực. Vận may trong công việc của bạn sẽ không ổn định và đầy thăng trầm. Về tiền bạc, bạn có thể bị tổn thất tài chính cá nhân vì con cái của bạn. Cuộc sống khó khăn, thiếu thốn ở tuổi trẻ khiến bạn có thể mắc các bệnh mãn tính, có thể phải nhập viện trong một khoảng thời gian nhất định. Vào năm 2020, cuộc sống gia đình không được tốt đẹp lắm vì bạn có thể thường xuyên cãi nhau với bạn đời và thường xuyên lo lắng về con cái. Năm nay tình hình chung sẽ không tốt cho tuổi Tân Sửu. Về sự nghiệp, vận may cho sự nghiệp của bạn sẽ dao động trong năm 2020. Nếu may mắn, bạn sẽ có một vị trí quan trọng và được thăng chức và tăng lương, nếu xui xẻo bạn có thể bị cắt giảm lương, giáng chức hoặc thậm chí là sa thải. Ngoài ra, bạn có thể chuẩn bị nghỉ hưu hoặc bàn giao việc kinh doanh cho con cái của bạn và không còn tham gia vào sự nghiệp các mối quan hệ và tiền bạn tích lũy được trong cuộc sống có thể giúp con bạn rất nhiều mặt khác con cái của bạn sẽ phát triển kinh doanh hơn nữa và khiến bạn hài lòng với nó để cải thiện vận may trong sự nghiệp và hoạt động xuân sẻ vào năm 2020 bạn nên đeo vòng tay may mắn có ký hiệu bò về tài chính của tuổi Tân Sửu trong năm 2020, Tân Sửu sẽ gặp may mắn và nhận được lợi nhuận kha khá trong hợp tác đầu tư dự án. Tuy nhiên, bạn có thể bị tổn thất tài chính cá nhân nghiêm trọng cho con trong năm nay và thậm chí mất phần lớn tiền tiết kiệm cả đời. Điều này có thể do các khoản vay mua nhà, đám cưới, sinh con hoặc thất bại trong sự nghiệp về tình cảm tuổi tân sửu đã dành phần lớn cuộc đời với người bạn đời của mình và đã trở thành một phần không thể tách rời của nhau do đó bạn không có khả năng tách ra cho đến khi chết nếu bạn không bị ràng buộc bạn có thể tìm thấy một người phù hợp để dành phần còn lại của cuộc sống trong năm nay tuy nhiên bạn có thể tức giận và lo lắng rất nhiều về những đứa con của bạn luôn không vâng lời và mất nhiều thời gian lòng vòng trong đó chỉ cần thư giãn và để bọn trẻ đó cuộc sống của riêng mình hãy sống vui, sống khỏe. Về mặt sức khỏe, những người tuổi tân sửu có thể chất kém từ khi còn nhỏ và ít quan tâm đến sức khỏe ở tuổi trẻ. Tình trạng thể chất của bạn có thể tồi tệ hơn so với bạn bè cùng trang lứa. Đặc biệt, bạn có thể bị dạ dày nghiêm trọng, hơn nữa sơ vữa động mạch và bệnh tim do uống quá nhiều và hút thuốc có thể dẫn đến sự bùng phát của các bệnh mạch máu vào năm 2020 dẫn đến bạn phải nhập viện để được điều trị tốt, dành thời gian đi bộ, tập thể dục để cải thiện sức khỏe. Thứ hai, sao chiếu mệnh tuổi Tân Sửu trong năm 2020. Trong quan niệm của Phật giáo Ấn Độ, hàng năm mỗi người đều có một ngôi sao chiếu mệnh, đó có thể là cát tinh, có thể là hung tinh hoặc trung tinh nhưng có chung đặc điểm đều là những ngôi sao có thật trong vũ trụ. Tuổi Tân Sửu sinh năm 1961, nam mạng trong năm 2020 gặp sao Vân Hán chiếu mệnh. Sao Vân Hán hay còn gọi là Vân Hớn chiếu mạng, đàn ông hay đàn bà gặp sao này chiếu mạng, làm ăn mọi việc đều trung bình, khẩu thiệt, phòng thương tật, ốm đau, nóng nảy, mồm miệng, nam gặp tai tinh, bị kiện, thưa bất lợi, nữ không tốt về thai sản nhất là vào tháng 4, tháng 8 âm lịch. Do vậy, người bị sao vân hớn chiếu mệnh cần cẩn thận trong lời nói nhằm tránh sự tranh chấp bất lợi dẫn đến những kiện tụng co bót. Tuổi tân sửu nữ mạng trong năm 2020 gặp sao La Hầu chiếu mệnh, sao La Hầu là sao chính thất kiến hung tai nên bị sao La Hầu chiếu là xấu đối với cả nam và nữ, nhưng kỵ với nam giới nhiều hơn, nhất là vào tháng giêng và tháng 7 âm lịch. Trong năm này có thể gặp phải tranh chấp liên quan đến pháp luật, công quyền, tranh cãi, ăn nói thị phi, tai nạn, bệnh tật về tai mắt, máu huyết hào tài, ảnh hưởng tới cả gia đình, cần đề phòng gặp nạn về công danh, sự nghiệp. Thứ ba, vận hạn tuổi tân sửu trong năm 2020. Trong năm 2020, tuổi tân sửu là 60 tuổi, không phạm tuổi kim lâu, không phạm hạn thái tuế, tuy nhiên phạm hạn tam tai năm thứ hai và phạm hạn tuổi hoang ốc, lục hoang ốc. Tuổi này làm nhà cũng bị phạm, khó mà thành đạt được, lục ốc tạo ra bất khả thành. Ngoài ra, tuổi tân sửu nam mạng trong năm 2020 gặp hạn thiên la. Hạn thiên la chủ về sức khỏe và tâm lý. Người gặp hạn thiên la đề phòng cảnh vợ chồng cãi nhau, ghen tuông vô cớ, khiến cho chuyện nhỏ hóa lớn, dẫn tới cảnh vợ chồng xa cách, ly thân, ly dị. Thế nên cả hai cần nhẫn nhịn, thấu hiểu nhau, như vậy mới được hạnh phúc tuổi tân sử nữ mạng trong năm 2020 gặp hạn diêm vương, hạn diêm vương bất lợi lớn đối với phái nữ, đặc biệt những người mang bầu, sinh em bé thì hạn sức khỏe, thai sản thường bị đe dọa nghiêm trọng, tình hình nặng nhất có thể nguy hiểm tính mạng, người đau ốm nếu không chữa trị hoặc chữa trị không đến nơi đến chốn, lâu ngày cũng khó mà qua khỏi. Tuy nhiên, đây là một năm tuyệt vời với mọi người, nếu không mắc phải bệnh hoặc được chữa trị tốt thì năm nay ăn nên làm ra, phát tài phát lộc, gia đình luôn vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự phát tài. Thứ tư, vận niên tuổi Tân Sửu trong năm 2020. Trong năm nay, người tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 gặp vận niên Hổ nhập nội hổ nhập nội là cọp về đồng bằng sa mạc không có mồi để ăn kinh doanh buôn bán lúc đầu khó khăn về sau gặp dịp may mắn phát tài hợp tác với người không nên làm việc mạo hiểm nên khiêm nhường và vị tha làm phúc giúp người khác trong nhà có việc lo cho con cho cháu hay bị hiểu nhầm khó thanh minh giải thích Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh, like và chia sẻ video này để ủng hộ cho Thạch Linh Channel nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau.